Hôm nay gửi đến các bạn một giới thiệu các bạn một đôi loa đến từ Bo, một đôi loa mà có thể nói là cái đẹp nhất của dòng loa cây của Bo. Loa Bo thì loa cây nó rất là nhiều dòng như là 701 series 2, 701 series trơn, hoặc là những dòng như là 601 series 3 thì nó cũng hơi giống như cây nhưng mà nó vẫn ngắn hơn như này. Thì 10.2 là loa cây đẹp nhất. So với những dòng mà Bo 363 rồi đó, những dòng đó thì những dòng đó gọi là bút xeo có chân nha các bạn, chứ không phải tính là loa cây như cặp này. Thì đây là cặp loa thiết kế đẹp nhất của Bo, loa cây. Và cặp loa này có cái thiết kế thùng của nó là gỗ sồi màu vàng, rất là đẹp, gỗ lạng. Để coi mình đo kích thước xem. Chiều ngang là 30, chiều sâu cũng là 30. Chiều cao là 1m02. Rồi, cái loa này thì hệ thống loa nó nằm ở phía trên. Trong đó có một cái ai căng nó bọc từ bên trái qua bên phải. Đó. Thiết kế của nó thì rất là độc đáo. Nó có hai cái trép nằm trên cái bát và một cái bát phía bên hông nữa là hai bát. Thì hai cái trép này nó nằm trên một thanh, nó đặt ngang qua cái bát, nó làm sao mà cho nó không bị cạn nhưng mà tiếng trép nó ra vẫn rất là hay. Thì cái công nghệ này nó sử dụng khá là nhiều trong cái dòng bộ 6.2 này, 8.2 này, rồi đến 10.2. thì 10.2 là dòng cao nhất. Rồi sau đó là 10.2 series 2 thì nó không dùng cái này mà nó lại chuyển sang hai loa trép hai bên và cái loa bass ở trong loa. Tuy là cái loa này nó loa nằm ở trên này nhưng mà nó có một cái đường thông xuống này và dẫn xuống đây là đường ống lỗ thông hơi. Đây là loa hơi nha các bạn, chứ không phải là chỉ trên này thôi. Trên này loa nhưng mà cái thùng rỗng ở bên trong này, mục đích là để nó thoát hơi. Hãng đều có ý đồ của hãng nha. Thùng còn rất là đẹp. Và đôi loa này có thể nói là đẹp tuyệt vời. Bạn nghe nhạc cũng được, karaoke cũng được, tùy. Cặp loa này thì karaoke rất là hay luôn. So với 701 series 701 hai lỗ hơi thì cặp này nó đẹp hơn. Mở lưới ra được nhìn rất là xa. Còn 701 thì chúng ta mở lưới không được. 701 muốn mở lưới thì chúng ta phải nảy ra. Thì cái loa này nó gắn dây ở dưới loa nha các bạn, nó gắn dây ở dưới. Thôi mình khỏi cần lật tại vì nó rất là nặng, nó nặng khoảng 23-25 kg. Loa này thì nó có công suất là tối đa 250W, trở kháng là 4 ohm, độ nhạy là 90 dB. Với đôi loa này thì các bạn có thể kế những âm ly từ nó khuyến cáo cái âm ly từ 100 cho đến 200W là được. Và các bạn chơi, mình khuyến cáo các bạn nếu chơi á, chơi âm ly đề nông này hoặc là Sansui cũng được, hoặc là chúng ta chơi cover. Nếu các bạn có điều kiện chúng ta chơi mấy cái men nó cục đẩy á, kết hợp với vang số karaoke rất là hay luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ test nhạc cho các bạn thưởng thức đôi loa Bo 10.2 này. Mức giá này chứ quên xém chút nữa là kiểu bao giá các bạn. Mức giá là 22 triệu nha. Hòa châu rơi.
Lạc loài yêu thương.